Trên thế giới, người biểu tình nằm trước Tòa Bạch Ốc để phản đối phát biểu của ông Biden. Ukraine tiến quân về phía đông, phe ly khai kêu gọi trưng cầu dân ý khẩn cấp. Từ bỏ Viện Khổng Tử, Anh Quốc mời Đài Loan về dạy tiếng Trung. Giữa nguy cơ nạn đói toàn cầu, EU lãng phí 153 triệu tấn thực phẩm một năm. Phi công máy bay Boeing đột ngột qua đời khi chưa hạ cánh. Tại Việt Nam, 79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc. Chú ý nhiễm liên cầu khuẩn lợn khi chế biến. Giá xăng có thể giảm lần thứ 3 liên tiếp. Chờ qua trạm thu phí, ô tô ùn ứ ở Tân Sơn Nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng xe đạp vượt đèn đỏ, lấn làn vào đường ô tô. Chào mừng quý vị đến với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế tối ngày 20 tháng 9 của Khỏe Tự Nhiên. Nguyên Ngọc kính chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Đầu tiên là thông tin liên quan đến Mỹ. Trong chương trình phỏng vấn với đài CBS vào ngày 18 tháng 9, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng đại dịch tại Mỹ đã kết thúc. Một ngày sau khi tuyên bố này được đưa ra, một nhóm người mắc hội chứng COVID-19 đã cầm biểu ngữ kéo đến, nằm trên vỉa hè bên ngoài Tòa Bạch Ốc để phản đối điều này. Người biểu tình yêu cầu chính quyền ông Biden tuyên bố hội chứng COVID-19 kéo dài là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời đầu tư nghiên cứu và hỗ trợ kinh tế cho những người mắc hội chứng này. Họ cũng yêu cầu chính phủ liên bang tiếp tục phân phối khẩu trang chất lượng cao và tài trợ cho tiêm chủng, xét nghiệm. Bệnh viêm cơ não tủy hoặc hội chứng mệt mỏi mãn tính là bệnh lý kéo dài có thể mắc phải sau khi nhiễm COVID-19. Theo mạng lưới tổ chức phi lợi nhuận Medaction, các triệu chứng này khiến cho 75% người mắc không thể làm việc và 25% nằm liệt giường. Tuyên bố đại dịch ở Mỹ đã kết thúc của ông Biden cũng vấp phải sự phản đối từ giới chuyên gia y tế cộng đồng và các nghị sĩ. Hiện Hoa Kỳ vẫn ghi nhận trung bình là 60.000 ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày do COVID-19. Chuyển qua thông tin về cuộc chiến Nga-Ukraine. Vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9, theo Reuters đưa tin, Ukraine cho biết quân đội của họ đã tiến quân sâu vào các vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai chiếm đóng ở phía đông, mở đường cho một cuộc tấn công tiềm năng ở khu vực Donbass. Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Bilohorivka, nơi chỉ cách 10 km về phía tây của thành phố Lysychansk và chuẩn bị chiếm lại toàn bộ tỉnh Luhansk từ tay Nga. Trong bối cảnh chính quyền được Moscow hậu thuẫn ở Donbass lo lắng trước những thành công quân sự của Ukraine, vào ngày 19 tháng 9, hãng TASS đưa tin, nhà lãnh đạo của hai nước ly khai đã kêu gọi các cuộc trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc gia nhập Nga, thêm rằng việc này nhằm phản ánh nguyện vọng của người dân. Về phần mình, phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 19 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện đang tập trung tăng tốc ở các khu vực được giải phóng. Ông có thể sẽ phát biểu trực tuyến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Tư tới để kêu gọi các nước đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí và viện trợ. Một quan chức quân đội Ukraine đã viết trên mạng xã hội rằng sẽ có những cuộc chiến đấu đến từng cm, đối phương đang chuẩn bị phòng thủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chỉ đơn giản là tiến quân vào. Tiếp theo, từ bỏ Viện Khổng Tử, Anh Quốc mời Đài Loan về dạy tiếng Trung. Vào ngày 18 tháng 9, truyền thông Anh đưa tin, nước này sẽ áp dụng chính sách cứng rắn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ các Viện Khổng Tử. Hiện tại, một số nghị sĩ Anh đang đàm phán với Đài Loan về việc cung cấp giáo viên tiếng Trung. Những người phản đối Viện Khổng Tử đã đặt câu hỏi về kinh phí và quy trình tuyển dụng của các cơ sở này. Họ cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận trong các lớp học này bị hạn chế và gọi cách tiếp cận của Vương quốc Anh đối với việc giảng dạy tiếng Trung là lỗi thời. Hơn 20 nghị sĩ Anh đã kêu gọi sửa đổi dự luật tự do ngôn luận giáo dục bậc cao. Theo đó, chính phủ có quyền yêu cầu các tổ chức liên quan chấm dứt hợp đồng với các viện Khổng Tử, đồng nghĩa với việc các viện này sẽ khó tồn tại ở Anh. Một nghiên cứu hồi tháng 6 cho thấy, hầu hết các chi tiêu của chính phủ Anh cho việc giảng dạy tiếng Trung tại các trường học được rót vào các viện Khổng Tử. Theo ước tính, số tiền này lên tới ít nhất là 27 triệu đô la, được phân bổ từ năm 2015 đến năm 2024. Theo đề xuất mới, khoản tài trợ này có thể được chuyển hướng sang các chương trình thay thế như của Đài Loan. Cũng liên quan đến châu Âu, tờ Guardian vào ngày hôm nay trích báo cáo của tổ chức Feedback EU cho biết, hàng năm có khoảng 153 triệu tấn thực phẩm bị vứt bỏ ở khu vực các nước thuộc Liên minh châu Âu. Con số này thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với số thực phẩm nhập khẩu vào khu vực. Báo cáo cũng cho biết, chỉ riêng lượng lúa mì bị lãng phí ở EU đã bằng khoảng một nửa lượng lúa mì xuất khẩu của Ukraine. Giám đốc Feedback EU cho biết, vào thời điểm giá lương thực cao và cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt,
việc Liên minh châu Âu có thể đang vứt bỏ nhiều thực phẩm hơn cả nhập khẩu sẽ trở thành một vụ việc gây tranh cãi. Ông nhấn mạnh, khối này cần giảm một nửa lượng thực phẩm lãng phí vào năm 2030 để cải thiện an ninh lương thực. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, giá lương thực toàn cầu trong tháng 8 đã cao hơn 8% so với một năm trước, một phần là do cuộc chiến ở Ukraine. Giá lúa mì, ngô và đậu nành năm nay thậm chí còn vượt mức kỷ lục vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Ước tính khoảng 20% sản lượng lương thực của EU lãng phí mỗi năm, chi phí đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình ở EU là 143 tỷ euro một năm. Phi công máy bay Boeing đột ngột qua đời khi chưa hạ cánh. Mới đây, truyền thông Nga đưa tin một cơ trưởng của chiếc máy bay Boeing đột ngột qua đời trong chuyến bay từ thành phố Novokuznetsk đến Saint Petersburg vào ngày 18 tháng 9. Các nhà chức trách nói rằng viên phi công đã cảm thấy không khỏe trong suốt cuộc hành trình. Sau đó, cơ phó của chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp. Các quan chức cho biết viên phi công đã qua đời trước khi được chăm sóc y tế. Rất may, chiếc Boeing đã hạ cánh suôn sẻ và không có ai bị thương. Các nhà chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra về sự việc này. Danh tính viên phi công hiện vẫn được giấu kín. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với các thông tin tại Việt Nam. 79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc. Chính quyền tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh xử lý sai phạm 79 biệt thự xây trái phép trên diện tích gần 19 hectare đất công tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Số biệt thự này xuất hiện từ 4 năm trước khi Phú Quốc phát triển nóng, giá đất tăng cao. Nhiều người tự ý bao chiếm đất công, xây trái phép, đặc biệt ở giai đoạn Covid-19 bùng phát. Khi phát hiện, chính quyền địa phương nhiều lần mời người vi phạm lên làm việc, tuy nhiên họ đóng cửa biệt thự hàng tháng liền. Hơn 2 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra, xử lý, thu hồi gần 140 hectare đất rừng, đất quy hoạch làm lâm nghiệp bao chiếm trái phép. Ngoài ra, tại khu bảo tồn biển Phú Quốc rộng hơn 40.000 hectare, ngành chức năng đã yêu cầu tháo dỡ khoảng 40 công trình lấn chiếm. Sóc Trăng dừng xây tượng cá chép hóa rồng 15 tỷ đồng. Sau khi thông tin về việc thành phố Sóc Trăng có kế hoạch xây tượng này tại hai bên bờ kè sông Maspero, thì dư luận đã lên tiếng vì không cần thiết và lãng phí. Vào ngày 20 tháng 9, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu thành phố dừng việc xây dựng này và để dành ngân sách làm các dự án cấp bách, giáo dục, an sinh xã hội. Chủ tịch tỉnh cho rằng, thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2, cũng muốn trang trí hai bên bờ sông để phục vụ người dân, nhưng địa phương còn nghèo, làm gì cũng cần phải cân nhắc. Thành phố sẽ nghiên cứu trang trí đèn LED hoặc các hình thức khác sao cho phù hợp. Thưa quý vị, mới đây phát hiện một trường hợp đầu bếp nhiễm liên cầu khuẩn lợn, mặc dù trong suốt 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, ông không ăn tiết canh, không mổ hay chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, ông là người thường xuyên nấu ăn trong gia đình. Cục Y tế Dự phòng lý giải, nguyên nhân có thể là do ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, chảy xước trên da khi chế biến. Người nhiễm liên cầu khuẩn lợn, bệnh diễn biến cực kỳ nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn, hôn mê và suy đa phủ tạng. Thời gian ủ bệnh có thể vài tiếng đến 4 đến 5 ngày, tùy cơ địa mỗi người, dấu hiệu là sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn. Bệnh điều trị bằng kháng sinh, thời gian điều trị thường kéo dài, kết hợp lọc máu, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn. Các bác sĩ cho hay, bệnh nhân có thể tử vong nếu điều trị muộn. Vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn lợn sẽ bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Vì vậy, để phòng bệnh, người dân không nên mổ lợn ốm chết, không xử lý thịt lợn sống bằng tay trần, nhất là khi có vết thương ở tay, nên đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống và rửa sạch sau khi chế biến thịt. Tiếp theo là thông tin liên quan đến giao thông. Chờ qua trạm thu phí, ô tô ùn ứ ở Tân Sơn Nhất. Hai làn trong nhà xe Tân Sơn Nhất cho ô tô công nghệ đón khách thường xuyên dồn ứ trước hai trạm thu phí bố trí cách nhau vài chục mét. Ô tô ở mỗi làn khi chạy đến trước trạm thu phí của nhà xe phải nhập chung vào một. Đoạn này cũng là khúc cua, các xe buộc rẽ phải rồi lần lượt từng chiếc đến trạm, nên dòng phía sau bị dồn ứ khi xếp hàng chờ tới lượt. Nhiều thời điểm, ô tô chen nhau gây lộn xộn, các nhân viên phải liên tục điều tiết. Cũng theo nhiều tài xế, ùn ứ ở khu vực này ảnh hưởng dây chuyền đến bãi đệm ở gần đường Trường Sơn. Một lãnh đạo nhà xe TCP cho biết, hai làn này thuộc phạm vi nhà xe nên ô tô ra vào, bao gồm cả taxi công nghệ đều được phát thẻ vào và đầu ra sẽ thu phí, tương tự như các xe khác khi vào bãi. Những ngày gần đây, đoạn trước trạm thu phí tại lối ra hai làn này bị dồn ứ, nhưng hạ tầng nhà xe đã quá tải nên chưa thể bố trí khác. Tại một diễn biến khác cũng tại Sài Gòn, vào mỗi sáng sớm, có nhiều người vô tư chạy xe đạp vào làn ô tô, lạng lách, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang trên đường Phạm Văn Đồng, bất chấp nguy hiểm. Các tài xế xe tải, xe khách, ô tô chạy trên đường này với tốc độ nhanh, lo ngại nguy cơ tai nạn giao thông.
Đường Phạm Văn Đồng hiện chỉ cho phép xe 2 đến 3 bánh lưu thông vào một làn đường ô tô sát giải phân cách phải từ 6 đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ. Tuy nhiên, ngoài giờ này vẫn có người dân đi xe đạp không đúng làn đường. Tình trạng này diễn ra liên tục và được lực lượng chức năng xử lý nhưng vẫn tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm, mức phạt tiền là từ 200 đến 300 ngàn đồng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Tan bao buồn phiền, sống khỏe tự nhiên, bệnh tật mau tan biến. Sống khỏe tự nhiên như là liều thuốc kia. Sống khỏe tự nhiên, tâm hồn mãi bình yên. Hạnh phúc triền miên là sống khỏe tự nhiên. Gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau mọi ngày là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên. Xin chúc nhau mỗi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống.